Xin chào các khán giả đang theo dõi Gia Bảo Luxury. Spirit of Big Bang có phải là sự sao chép của Big Bang hay không? Chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Khi mới xuất hiện năm 2014, dòng đồng hồ Spirit of Big Bang đã đón nhận cơn mưa ý kiến từ công chúng. Ở phe ủng hộ cũng có những ý kiến cho rằng Spirit of Big Bang là sự đổi mới mang tính đột phá của Upload trên nền tảng Big Bang, nhưng cũng không ít nhận định cho rằng Spirit of Big Bang chỉ là màn copy khôn ngoan của dòng đồng hồ biểu tượng Big Bang và không có nhiều đặc biệt. Thực hư thế nào? Và nếu là bạn thì bạn sẽ lựa chọn mua đồng hồ Big Bang hay là Spirit of Big Bang? Khi mà gia nhập thương hiệu Uplow vào năm 2004, Jim Clawbiver đã đưa ra quyết định phải nâng tầm thương hiệu lên một đẳng cấp mới, đẳng cấp của những chiếc đồng hồ cao cấp nổi tiếng nhất hành tinh. Khi nhận được những đặc trưng của đồng hồ Uplow truyền thống như là dáng vỏ hình ô cửa sổ và theo đuổi triết lý sáng tạo hợp nhất, một năm sau đó thì thương hiệu Uplow đã tung ra model Big Bang đầu tiên. Với Big Bang, Uplow đã tạo ra một vũ trụ của riêng mình, nhưng đó chỉ là những viên gạch đầu tiên trên con đường chinh phục khách hàng, tìm kiếm chỗ đứng vững chãi trong làng chế tác cạnh tranh. Để tới năm 2014, chiếc đồng hồ Spirit of Big Bang đã xuất hiện. Ngay từ cái tên thì Uplow đã nhấn mạnh rõ ràng nguồn cảm hứng tạo nên dòng đồng hồ mới. Big Bang là nguồn cảm hứng của thương hiệu Uplow. Ở đó, nhà sản xuất đã giữ vững những đặc điểm quan trọng nhất như là kết cấu bộ vỏ nhiều tầng với sự pha trộn về mặt chất liệu, giữ lại đinh ốc hình chữ H biểu tượng, bộ dây đeo từ hai chất liệu bền bỉ và chắc chắn. Điểm khác biệt ở Spirit of Big Bang và Big Bang chính là việc rũ bỏ dáng vỏ tròn, và thay vào đó thì nhà sản xuất sử dụng bộ vỏ chenille đang dần chinh phục những khách hàng trẻ tuổi. Lấy hai mẫu đồng hồ Big Bang 41 và Spirit of Big Bang 45 làm ví dụ phân tích trong video này. Ngoài kích thước khác nhau của bộ vỏ thì chúng ta có thể nhận ra chất liệu của hai chiếc đồng hồ này cũng không đồng nhất. Với chiếc Spirit of Big Bang 45 thì Uplow đã dùng chất liệu titanium, chính vì vậy sẽ không được sáng bóng như là chất liệu thép ở chiếc Big Bang 41. Bộ vỏ xếp tầng trên chiếc Big Bang đã được giữ lại và triển khai một cách mới lạ, trẻ trung hơn trên thiết kế đồng hồ Spirit of Big Bang. Có tất thảy 5 lớp để tạo nên bộ vỏ chính thức cho cả hai dòng đồng hồ. Nếu nhìn thẳng trực diện, chúng ta chỉ nhận ra lớp đệm với chất liệu khác, chất liệu vành bezel vươn ra ngoài. Nhưng khi di rời sang nhìn nghiêng tới bộ vỏ, 5 lớp riêng biệt sắp xếp so le nhau sẽ hiện lên rõ ràng. Với bộ vỏ sandwich nhiều tầng, khả năng kháng nước là điều mà ai cũng quan tâm. Bởi chỉ với một vị trí hở ra là toàn bộ mặt số hay bộ máy bên trong đều bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng rõ ràng thương hiệu Uplow đã xử lý tốt điều này khi đảm bảo khả năng kháng nước cho cả chiếc đồng hồ hoàn hảo ở mức 100m. Trên thiết kế của hai mẫu đồng hồ Big Bang 41 và Spirit of Big Bang, mặc dù đã được nạm kín kim cương trên vành bezel, thương hiệu này vẫn giữ nguyên những chiếc đinh ốc tròn cách điệu từ chữ H. Những đinh ốc tròn đều làm từ titanium, được đánh sáng bóng phần bề mặt nằm những vị trí tương tự nhau trên cả hai mẫu đồng hồ, từ vành bezel cho tới phần nối với dây đeo bên dưới. Bên dưới nắp kính sapphire, phần đáy đồng hồ là bộ máy chronograph tự động cung cấp năng lượng cho từng model. Có thể thấy được sự khác biệt đáng kể ở cả hai bộ máy, mặc dù cùng mang chức năng chronograph. Với chiếc Spirit Big Bang 45, Uplow đã sử dụng máy HUB4700 với nền tảng là máy El Primero, nhà Zenith, có khả năng chữ cót đạt 50 giờ đồng hồ. Còn với chiếc Big Bang 41 thì bộ máy được sử dụng là HUB4300, máy nền là ETA7753, chỉ có thể chữ cót 42 giờ đồng hồ. Và dù Big Bang 41 và Spirit of Big Bang 45 là hai mẫu đồng hồ khác nhau, nằm trong những bộ sưu tập độc lập, chúng ta vẫn thấy đâu đó được sự tương đồng trong thiết kế của cả hai. Điều mà Uplow vẫn luôn giữ trong tất cả những đứa con tinh thần của mình. Sự khác biệt ở các chi tiết không che đi được, phong cách hầm hố và thể thao trong hai mẫu đồng hồ. Fan hâm mộ dễ dàng nhận ra rằng Uplow luôn để biểu tượng chữ H mềm mại tại đầu cuối của kim dây trung tâm và bộ kim giờ, và phút dẫu có được thay đổi tỷ lệ trong từng model thì luôn mang kiểu dáng đầu bút chì truyền thống. Cuối cùng thì ở đâu đó trên thiết kế đồng hồ Big Bang 41 tôi vẫn thấy được nét thể thao cổ điển thoáng qua. Còn với chiếc Spirit of Big Bang 45, hơi thở của thời đại mới đã chiếm trọn tất cả. Các bạn cảm thấy như thế nào về hai thiết kế này đến từ Uplow? Và thiết kế nào để lại cho các bạn ấn tượng hơn thì hãy cho Gia Bảo Luxury câu trả lời ở dưới một comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.